bạn ạ, thời buổi này thì cái gì cũng phải an toàn. An toàn lao động này, an toàn giao thông này, đến cả giấy vệ sinh cũng phải dùng lại an toàn nữa. Nhưng mà đối với tôi thì rau an toàn vẫn là thứ quan trọng nhất. Vì tôi có thể một ngày không ra đường, 2 ngày không Facebook, và thậm chí là cả 3 ngày không làm một việc gì cả. Nhưng sau thì chỉ một bữa không ăn là đã phát sinh lắm vấn đề rồi. Vậy thì rau nào là an toàn cho sức khỏe của bạn? Rau hữu cơ là an toàn nhất vì không sử dụng hóa chất mà chỉ dùng phân ủ hoại mục và những hỗn hợp từ thảo mộc. Còn rau an toàn thì được phép sử dụng hóa chất có trong danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và phải đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Còn rau thông thường thì sử dụng hóa chất bừa bãi nên rất có thể sẽ gây hại cho cơ thể khi chúng ta ăn phải. Ngoài ra thì đất và nước để sản xuất rau hữu cơ và rau an toàn đều được kiểm nghiệm đầy đủ. Còn đối với rau thông thường thì không ai đảm bảo được chất lượng của đất và nguồn nước, do đó thì nguy cơ ô nhiễm rất cao. Một điểm quan trọng nữa mà các bạn cần biết đó là rau nào được sản xuất theo tiêu chuẩn gì. Ở tại Việt Nam thì rau hữu cơ đang được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ như là tiêu chuẩn của PGS Việt Nam này, hoặc là tiêu chuẩn USDA của Hoa Kỳ này, hoặc là tiêu chuẩn EU của Liên minh châu Âu. Rau an toàn được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hay là tiêu chuẩn GAP cơ bản hoặc là Global GAP. Còn đối với rau thông thường thì sao? Rau thông thường thì chẳng có một tiêu chuẩn nào cả. Và cuối cùng là tại sao giá bán của các loại rau lại khác nhau? Rau hữu cơ thì thường có năng suất thấp nhất do không dùng thuốc kích thích và nhìn bề ngoài thường ít đẹp mã, thiếu hấp dẫn. Giá bán của rau hữu cơ là cao nhất. Rau an toàn thì có năng suất cao hơn, hình thức đẹp hơn và giá bán thấp hơn rau hữu cơ. Còn các loại rau thông thường thì cho năng suất cao nhất bởi người ta bón thúc liên tục để có thể tăng lợi nhuận. Và hình thức rau có thể rất đẹp, xanh mướt, song lại ẩn chứa rất nhiều những nguy cơ. Rau thông thường tuy giá rẻ nhưng nguy cơ lại rất cao. Các bạn nghĩ sao? Nên lựa chọn rau hữu cơ hoặc là rau an toàn có thể truy xuất nguồn gốc, có chứng nhận chất lượng và giá bán tương xứng, hay là chọn rau thông thường không rõ nguồn gốc để có thể tiết kiệm tiền đi chợ? Là tôi thì chắc chắn lựa chọn thứ nhất là tốt nhất, bởi số tiền mà tôi bỏ ra để mua rau hữu cơ và rau an toàn cho gia đình ngày hôm nay sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền mà phải mua thuốc chữa bệnh ngày mai nếu như ăn phải rau thông thường và độc hại. Tôi nghĩ vậy.